Sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 9 tháng 6 trên cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua địa phận tỉnh Hải Dương. Khi các phương tiện đang lưu thông, làn ngoài cùng bên trái xuất hiện một chiếc xe limousine biển Quảng Ninh đỗ lại khắc phục sự cố. Theo nội dung clip, chiếc xe đang phải thay lốp, nhưng thay vì cho xe vào làn khẩn cấp, lái xe này lại vô cùng chủ quan khi cho xe dừng ở làn cho phép các xe chạy 120 km/h. Bên cạnh đó, chủ xe còn cho nhiều hành khách xuống xe, đứng bên cạnh giải phân cách. Những chiếc vali để xuống đường thay cho việc báo hiệu cũng không hề đúng cách. Rất nhiều bình luận trên diễn đàn ô tô fan bức xúc với hành vi này của người lái xe khách, bởi hành động trên không chỉ coi thường tính mạng, an toàn của những người trên xe, mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nghiêm trọng cho những phương tiện khác.